Trung tâm cơ giới Tâm Đảo xin chào các bác nhé. Thì hôm nay em lại có thời gian rảnh cuối tuần để ra vườn để quay cho các bác về cây giống của bên em. Thì hôm nay em lại về được một lô cây giống kim hoa trà để phục vụ cho các bác trồng nhân dịp cuối năm 2022. Thì như trước màn ảnh nhỏ của các bác đây là cây giống kim hoa trà nhé. Cây thì cũng khá là đẹp. Đợt này về được lô cây kim hoa trà cũng khá là cao đẹp. Cây trung bình cao khoảng 60, có những cây cao 70. Đây các bác có thể xem. Lô này về thì khá là đẹp. Cây đang phát triển rất là tốt các bác nhé. Lộc liếc thì bây giờ là cuối năm rồi thì cây cũng đang lên rất là nhiều rồi. Những cái cây có rất nhiều cây là đang có lụ rồi các bác nhé, có lụ có hoa rồi. Những cái cây có lụ có hoa này thì đây các bác có thể xem hoa rất là đẹp, nhưng mà cây nó không có nhiều hoa, không có nhiều hoa đâu, chỉ có một vài đọt hoa lọc hoa thôi. Cây đợt này thì cao đẹp lắm. Các bác có thể xem đây nhé, em đo cho các bác xem này. 1 găng tay này, 2 găng tay này, 3 găng tay, đúng 3 găng tay là cây được khoảng 60. Mấy hôm trước thì bên em hết, em vừa mới về được 2-3 hôm. Đây các bác có thể nhìn có những cây đang ra lọc này, rất là nhiều luôn, nhiều tỷ lệ ra lọc ra lụ rất là cao nhé. Đây có những cây ra lọc, có những cây ra đang ra lụ này. Đây, các bác có thể nhìn lụ hoa này cao lắm, đây đầy nữa. Đấy các bác có thể xem đây, nhiều cây có lụ lắm. Để trồng mà nhiều lụ nhiều hoa thì các bác cũng phải ít nhất mất khoảng 2-3 năm nha các bác nhé. Những năm đầu thì các bác cũng không nên nuôi lụ đâu, tại vì cái trà hoa vàng ấy, khi mà các bác để lụ ấy, thì hầu như là cây phát triển nó sẽ chậm hơn. Các bác có thể trồng khoảng độ 2-3 năm để cho cái cây nó phát triển to cao đẹp. Thì sau này nếu mà nó ra hoa thì nó sẽ ra rất là dày, ra rất là dày và đẹp các bác ạ. Cuối năm rồi thì là cái thời điểm mà trồng trà hoa vàng tốt nhất các bác nhé. Thời điểm mà cây trà hoa vàng đâm chồi phát triển vào mùa đông và đầu xuân. Cây trà hoa vàng thì là một cái cây dược liệu quý hiếm, có nhiều chất, có theo nghiên cứu thì cái chất chống ung thư của cái trà hoa vàng ấy, nó lên đến hơn 30%, rất là cao. Uống các sản phẩm hoa hay là lá của trà hoa vàng ấy, thì giúp cho các bác giảm thiểu được các cái sự phát triển của khối u trong cơ thể nhé, có thể tiêu biến hẳn luôn. Chính vì những cái tác dụng quý của cái trà hoa vàng như thế, vì vậy mà cái giá thành của cây trà hoa vàng cũng như giá thành từ các sản phẩm hoa của trà hoa vàng cũng cao hơn hẳn so với các loại trà thông thường. Cây rất là đẹp. Cuối năm nay thì bên em về cũng khá là nhiều, độ vài nghìn cây. Đây, các bác có thể nhìn một luống này. Đây các bác có thể nhìn những cái bầu này, các bác có thể biết. Đấy. Cái dòng này là những cái là cái dòng nhập 100% các bác nhé. Nhập về 100% chứ ở Việt Nam thì không có đơn vị nào làm giống này cả.
không có đơn vị nào nhân giống kim hoa trà này. Đây bên này bên em cũng còn một chút đấy. Ở dưới này thì là trà hạt rồi. Nếu mà các bác là đang có nhu cầu muốn cái trồng cái kim hoa trà để chơi cảnh hoặc là phục vụ uống cho gia đình thì các bác có thể liên hệ cho bên em để được mua và báo giá tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Nếu các bác thấy video của em hay thì cho em xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh cây giống của bên em ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.